Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Quán trong khuôn viên để có người tượng người được ngồi ăn đó. À, ở đây là một cái nơi. Ồ. Ở đây là trong cái khu mà quán làm người nộm nhân tạo mọi người ơi, giống như là người thật luôn, phục vụ và có khách hàng đó. Đây là cái khu di tích lịch sử hôm nay có những anh chàng lính Mỹ đó. Đây để quay cho mọi người xem. Đây là những cái hình tượng đó, những người lính Mỹ và các cô phục vụ thời xưa đó, mọi người thấy ha đó, y như thật luôn đó, các anh chàng lính Mỹ mũi đỏ mắt xanh, sao tạc được giống dữ thiệt. Ê, xin lỗi đó. Đây là cái quán phục vụ ngày xưa, hèn chi có ai mấy anh chàng lính Mỹ ngày xưa mê những cô gái Việt Nam. Hầu như là những cô gái Việt Nam phục vụ đó. Quần áo thiệt à, chỉ có tượng thôi đó. Ngày xưa mà mấy anh chàng lính Mỹ sau khi cuối tuần về cũng vui vẻ đó, quá chừng coi như nữa. Có quán bar, có các cô phục vụ ăn uống đầy đủ, giống quá luôn. À mẹ ơi, đừng vô trong. Đó, đây là quán Thảo Cầm Viên Giá Bình Dân. Đó, dựng lại cái cảnh ngày xưa thôi mọi người ơi. À, dựng lại cảnh ngày xưa. Ở đây là khu vực không có vào được, chỉ quay qua cái khe thôi. Đó, quay qua cái khe thôi. Đây. Đó, quay ra chiếu lại cho mọi người xem. Đó, y như thật luôn. Nên qua phục vụ. Và cái khu vực bên đây là khu vực bếp phục vụ quán. Và phía sau thì có các cô. Đâu? Có ai xuống đó ha? À, cái khu vực bếp. Đây là đi phía sau khu vực bếp. Nấu cơm hả? À, người giả. À, người giả. Người giả. Người giả mà đứng dậy cái con xỉu cái bạch liền. À, đây là khu vực bếp mọi người ơi, đây là khu vực bếp. Đó, kia là các cô phục vụ nè. Đó, y chang như thật luôn. Nhưng mà tất cả đây là hình nộm hết. Rồi, đang sắc rau củ được rồi. Giống hết tiếc rồi. Đó. Ủa, ăn người ta cũng làm giả được. Phục vụ cho các anh lính Mỹ ngày xưa. Đó. Đây là cái khu di tích lịch sử. Ủa, đồ ăn mà cũng làm giả luôn hả? Còn xung quanh đây là cây cối, những cái cây cổ thụ. Rồi đi vòng ra phía sau. Vòng ra phía trước là về. Đây đang nấu cơm đây. Dạ. Thấy không? Dạ, ôi trời ơi, em hết hồn chị. Nếu mà bình thường thì em thấy em hết hồn. Đây là quý vị khán giả. Ủa, chị mở cửa được hả? Không phải, cái này là toilet. À, toilet hả? Tính đâu mà vô đó, cô em không dám vô nữa. Trời ơi, hình nộm đang nấu cơm. Phụ nữ Việt Nam ha, áo bà ba đồ hay chi. Nói còn quay mặt lại một cái là các anh chàng Tây mắt đỏ mũi xanh ngày xưa mê tiếp luôn. Bởi vậy cho nên là mối tình là ngang trái. Những anh chàng lính Mỹ với cô gái Việt Nam sau này rất là nhiều người con lai. À, đây là nướng thịt, nướng thịt. Đây là bể chứa nước ngày xưa. Đó, ở đây là trong Thảo Cầm Viên hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. À, cái này là gì đây? Ồ, căn phòng bí mật. À, phòng ngủ. Ở chỗ này người ta còn cắm trại nữa. Phía sau trong đó các cô. Alo. Ơi. Alo. Con alo cái con hết hồn luôn ấy con.
đó, ở đây có cái căn phòng giường ngủ đó, đó giường tủ đó có đầy đủ rồi. Phía trước thì có phục vụ các anh ăn uống. Hết cái cửa sổ này là hết giường rồi, hết rồi đúng không? Đây là gì đây? Ồ, đây là những bàn ghế phục vụ. À đây nè mẹ, chỗ này là coi di tích lịch sử nè. À đây nè, thành lập quán Nhan Hương. Quán Nhan Hương ngày xưa đó, cửa sổ đó tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên ha, giữ nguyên, chỉ có sửa chữa lại thôi đó. Đây là ngày xưa quán vào cuối tuần thì các anh Tây sau khi mà cuối tuần thì về đây là cũng đi quán bar cũng chơi đó. Cách nay mấy mươi năm nhưng mà rất là hiện đại ha, rất là hiện đại. Các anh chàng lính Mỹ nè, quay lại một lần nữa cho mọi người xem nha. Đó, anh chàng lính Mỹ. À rồi, xin cảm ơn mọi người. Hiện tại thì có chị nhân viên phục vụ ở nơi đây được quyền vô tham quan. Dạ. Và Phương Văn hôm nay xin phép được quay trực tiếp để cho quý vị khán giả xem. Đây là khu di tích lịch sử của quán ăn ngày xưa. Phương Văn xin giới thiệu, đây là các anh chàng Tây đang phục vụ. Xin phép mọi người quay mà cảm thấy nó rợn da gà. Đây là phục vụ. Dạ. Dạ. Đây là các anh chàng lính Mỹ vào cuối tuần thì đi về quán ăn uống và được phục vụ. Xin phép để quay cận cảnh để cho tất cả quý vị khán giả xem. Đó. Ở đây quý vị khán giả xem nè, là dựng lại cái hiện trường ngày xưa, dựng lại hiện trường ngày xưa, quý vị khán giả xem ha. Hôm nay là có cái dịp để vào đây quay. Đây là cái tô bún tô phở gì đây không biết. Đây là cái cô phục vụ, quý vị khán giả xem trực tiếp ha. Và ở đây là mọi người xem là quán ăn và cái bàn giống như ngày xưa đã thấy không? Đó, đây là quán ăn. Được tham quan nơi đây trực tiếp cho nên Hương Văn xin phép quay cho mọi người. Đây là khu vực dưới bếp, những cái nơi mà đầu bếp phục vụ cho quán. Nè, đây là mọi người xem, đây là khu vực quán nè, chén bát đĩa và các cô phục vụ, những anh chàng thanh niên. Quý vị khán giả xem, đây là cái khu vực bếp và những cái món ăn mà được trưng bày, quý vị khán giả xem nha. Đó, đây là phục vụ cho khách. Đây là quán ăn, những anh chàng Tây có, ta có, những người Việt Nam và anh chàng lính Mỹ. Thì hôm nay có dịp vào đây để quay cận cảnh để cho tất cả mọi người cùng xem những cái khu mà di tích lịch sử ngày xưa. Vào cuối tuần thì các anh chàng lính Mỹ về đây. Đây là đang phục vụ. Đây là khu vực bếp ha. Ở đây cái quán ăn Nhan Hương, tên là Nhan Hương. Mọi người thấy là đang cái hình nộm mà cắt cái củ cà rốt. Đó. Quý vị khán giả thấy. Đây là được tham quan tự do. Đó. Đây là khu vực bếp và ở đây là khu vực nấu. Cô gái Việt Nam ngày xưa mặc áo bà ba. Tóc như dài. Cô gái này đang khóc quá mẹ. Đây. Đó. Đó. Như cô gái này đang khóc quá. Không phải, làm trong bếp mệt quá. Rồi. Hiện tại những người khách Tây đang ngồi rất đông trong bàn và những khách du lịch tham quan cũng rất là đông. Dòng người rất là nhộn nhịp nơi đây. Như đồng chí Trần Hải Thiện. Đây
là khu phục vụ. Đây là những hình nộm nha mọi người, hình nộm mà giống y như thật. Phương Văn khi vào đây quay á, là cũng xin phép mà cảm thấy rỡn da gà quý vị khán giả ơi, vì các hình nộm giống y như thật luôn. Mẹ ơi, lần đầu tiên chạm vào cái bàn của này á. Trời, con quấn răng mà cô tính không? Em tưởng chị là hình sáp á. Tưởng chị là hình sáp. Đây là ai vô đây rồi cũng sợ hết trơn á. Đó, đây là các anh chàng Tây. Tây có ta có nha mọi người. Đang họp nói gì đây không biết. Và thường thường thì các anh chàng lính Mỹ tập hợp về đây để bàn công việc, ngồi uống bia ra và ăn uống. Mọi người thấy ha, uống bia chứ, ngày xưa uống bia chứ. Hình như mấy ông này là người Việt Nam Hàn Quốc đúng không ta? À, đây là Việt Nam, bên đây là Tây. À, đây là Việt Nam áo dài. À, quán này thì có cả Tây lẫn ta. Giờ quay lại cận cảnh nha. Đây anh chàng Tây, mũi đỏ mắt xanh đây mọi người ơi. Trời ơi, quý vị khán giả thấy một anh chàng Tây, không biết có cái cảm tình với cô gái Việt Nam hay không, mà khi mà phục vụ nè, ảnh là nhìn đắm đuối, ảnh nhìn đắm đuối cô gái Việt Nam đây. Rồi, em biết gì không? Anh này nè, bây giờ anh để ý cô này nè, thấy không? Đúng không? Ôi trời, anh nhìn kìa, đó, thì anh nhìn đắm đuối không? Anh nhìn là không chớp mắt phải không? Đó, anh chàng này anh để ý cái cô này rồi, đó, cô Việt Nam nè, trong này bốn anh chàng Tây, mà không có ai nhìn kỹ đó, ông này ông nhìn, ông này ông nhìn đắm đuối đó, thấy không mọi người? Đó, tại vì các cô thiếu nữ Việt Nam phục vụ rất là xinh đẹp. Thì hôm nay Phương Văn xin phép quay các phong cảnh ở nơi đây để cho mọi người nếu mà có dịp đi vô trong Sài Gòn Zoo là cái Thảo Cầm Viên đó, để có thăm di tích lịch sử. Đây có ta có. Đi vào đây xin phép. Hình nộm mà giống quá thì giống luôn đó. Có anh này nè, anh này đẹp trai ha, này đẹp trai. Nhớ lại ký ức một thời đã qua, quán Hương Nhan rất là tầm. Nhan Hương, quán Nhan Hương, quán Nhan Hương. Đó. Đây là quay trên máy nha. Hồi xưa là máy máy lợp bằng lá. Đó rồi thôi. Rồi, một cái short video ngắn để giới thiệu cho tất cả mọi người ở nơi đây. Bây giờ quay lại cái phong cảnh này. 1963 đến 1963 đến 1975. Sau khi Mỹ rút quân về nước thì ở nơi đây cũng còn bảo tồn lại, xây dựng lại những cái hình nộm để ghi lại những cái lịch sử ngày xưa. Nhìn gì? Đánh giờ. Ôi. Không có việc lắm. Lúc mình mười mấy tuổi cũng còn bia này. Chỗ này đúng rồi. Bia này không còn. Đúng rồi, cái bia bị chai nè. Em còn nhỏ em vẫn còn, đỡ trong tim đi là vẫn còn bia này. Đó, bây giờ tham quan mở cửa vô rồi đó mọi người. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn tất cả mọi người.